Xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các vận động viên, huấn luyện viên, các cổ động viên đứng dậy chỉnh đốn trang phục, lập lễ chào cờ. Tất cả chú ý, nghiêm, chào cờ, chào. Xin kính mời quý vị đại biểu an toàn. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, đại diện các cá nhân tập thể tài trợ cho giải đấu, thưa toàn thể các huấn luyện viên, cầu thủ và các cổ động viên thân mến, với mục đích gây dựng và phát triển phong trào bóng đá và tăng cường giao lưu rèn luyện sức khỏe của các lứa tuổi trong làng Tiền, đồng thời tạo ra một sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, giải đấu lần này sẽ hứa hẹn mở đầu cho sự phát triển bóng đá phong trào của làng. Mặt khác, thông qua giải đấu, chúng ta có thể phát hiện và quy tụ những tài năng bóng đá cho đội bóng của làng khi tham gia các giải đấu. Hôm nay, ban tổ chức long trọng tổ chức giải bóng đá vô địch các dòng họ làng Tiền lần thứ nhất năm 2019. Về dự buổi lễ của chúng ta, rất vinh dự được đón quý ông đại diện chính quyền của làng. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng đại diện cho các dòng họ trong làng Tiền. Đại biểu đại diện nhà tài trợ chính giải đấu anh Phạm Thao, chủ nhà hàng Thu Thủy cùng các mạnh thường quân tài trợ cho giải đấu. Ai phải đứng lên chứ. Và chúng ta rất vinh dự đón tiếp các trưởng đoàn, các ông bầu, các huấn luyện viên, các vận động viên cùng lực lượng trọng tài, bình luận viên, cổ động viên có mặt đông đủ trong buổi lễ khai mạc hôm nay. Sau đây, tôi xin mời anh Phạm Hồng Đăng, trưởng ban tổ chức giải lên phát biểu khai mạc giải bóng đá vô địch các dòng họ làng Tiền lần thứ nhất năm 2019. Xin kính mời anh. Đưa toàn thể các cầu thủ, các đội bóng tham gia giải và cổ động viên thân mến. Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày tháng cuối năm 2019, hướng tới năm 2020 hứa hẹn nhiều thành công và phát triển bóng đá phong trào làng Tiền. Và hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến lễ khai mạc giải bóng đá vô địch các dòng họ làng Tiền lần thứ nhất năm 2019. Thay mặt ban tổ chức giải, hình như đang phát trực tiếp. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị đại biểu. Các đơn vị cá nhân làm cái này không? Mẹ nó chỉ đang quay thôi. Sự nhiệt tình tham gia các đội bóng đến từ các dòng họ trong làng. Đặc biệt xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ cổ vũ nhiệt tình của các bạn cổ động viên yêu quý. Tôi cũng xin đề nghị các cầu thủ tham gia thi đấu phải phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Thay mặt ban tổ chức giải, tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá vô địch các dòng họ làng Tiền lần nhất năm 2019. Một lần nữa kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các trọng tài, các cầu thủ và cổ động viên. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn anh Phạm Hồng Đăng, trưởng ban tổ chức giải. Tiếp theo chương trình, sau đây tôi xin mời vận động viên Phạm Quang Thuấn, đại diện cho các vận động viên tham dự giải lên đọc lời tuyên thệ. Kính thưa các ông đại diện cho các dòng họ làng Tiền, kính thưa các đồng chí trong ban tổ chức giải, tên tôi Phạm Quang Thuấn, đại diện cho lực lượng vận động viên về tham dự giải thi đấu bóng đá vô địch các dòng họ làng Tiền lần thứ nhất năm 2019. Xin tuyên thệ: một, thi đấu theo tinh thần khách quan, trung thực, vô tư, đúng với điều lệ mà ban tổ chức ban hành, không làm bất cứ việc gì gây ảnh hưởng đến kết quả thi đấu. Hai, thi đấu hết mình để góp phần vào thành công chung của mọi khỏe. Xin hứa. Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe quý đại biểu, chúc cho giải đấu ra thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Để giải đấu được diễn ra công bằng, thành công, sau đây xin mời ông Phạm Tiến Đạt, đại diện tổ trọng tài, lên đọc lời tuyên thệ. Xin kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các vận động viên, các vận động viên tham gia giải đấu. Tôi tên Phạm Tiến Đạt, đại diện cho lực lượng trọng tài về tham gia điều hành giải bóng đá vô địch các dòng họ làng Tiền lần thứ nhất năm 2019, xin tuyên thệ: một, điều hành các giải đấu theo tinh thần khách quan, trung thực, vô tư, đúng với điều lệ mà ban tổ chức ban hành. Hai, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình để góp phần vào thành công chung của hội khỏe. Xin hứa. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn, sau đây tôi xin thông qua quyết định thành lập ban tổ chức giải. Qua cuộc họp lần thứ 1 và lần thứ 2 của các đại diện, các FC đã thống nhất và quyết định thành lập ban tổ chức giải đấu gồm các thành viên sau: 1. Anh Phạm Hồng Đăng, trưởng ban tổ chức giải, phụ trách tài chính. 2. Anh Phạm Tất Đắc, phó trưởng ban tổ chức giải, phụ trách ngoại giao và truyền thông cùng anh Nguyễn Tiến Ích. 3. Anh Phạm Quang Sáng, thành viên ban tổ chức giải, phụ trách hậu cần và y tế. 4. Anh Phạm Thế Vinh, thành viên ban tổ chức giải, phụ trách chuyên môn. 5. Anh Phạm Tiến Đạt, trọng tài điều hành các trận đấu. 6. Anh Trần Mạnh Hùng, bình luận viên các trận đấu. Ban tổ chức chịu trách nhiệm điều hành giải đấu trong thời gian diễn ra giải và tự giải thể khi kết thúc nhiệm vụ. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn, sau đây là chương trình tặng hoa và cờ lưu niệm của ban tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu anh Phạm Thao, đại diện nhà hàng Thu Thủy, là nhà tài trợ chính của giải, có bông hoa tươi thắm lên chúc mừng giải đấu. Xin mời anh Phạm Hồng Đăng, trưởng ban tổ chức giải, lên nhận hoa chúc mừng. Quay ngược lại. Ban tổ chức giải cũng có cái tờ lưu niệm để tặng nhà tài trợ chính. Một cái. Em lấy một cái ra. Tặng anh sao? Đây anh dán ở trước cái loa đây. Xin mời các đội trưởng của bốn đội bước lên phía trước sân khấu để tặng cờ lưu niệm của ban tổ chức. Kính mời anh Phạm Hồng Đăng cùng anh Phạm Tất Đắc lên trao cờ lưu niệm cho các đội. Chào tay ạ.
cảm ơn anh Phạm Hồng Đăng và anh Phạm Tuấn Đăng ạ. Cảm ơn các đội trưởng. Kính thưa quý vị đại biểu, để giải đấu diễn ra một cách thành công thì ngoài yếu tố chuyên môn và sự chuẩn bị của ban tổ chức thì chúng ta không thể nhắc đến về cái tài chính. Thì rất vui mừng thì ngoài nhà tài trợ chính là anh Phạm Thao tài trợ tất cả cúp, cờ, phông bạt, hoa, thì chúng ta còn nhận được sự tài trợ của đại diện đại gia đình nhà chú Kỳ, nên có một phần quà 1.000.000 đồng lên tặng ban tổ chức. Xin kính mời anh Phạm Hồng Đăng đại diện ban tổ chức giải lên nhận phần quà của đại diện nhà chú Kỳ. Đứng đây anh ơi, đứng đây anh ơi. Đứng đây cho ơi. Ông Lưu, ông Lưu, ông Lưu ơi. Kính thưa quý vị và các bạn, thật vinh dự cho chúng ta khi tổ chức giải đấu này thì được sự quan tâm của chính quyền của làng. Và sau đây xin kính mời ông Hùng, trưởng thôn, có bó hoa tươi thắm lên tặng ban tổ chức giải và có đôi lời nhắn nhủ cho các huấn luyện viên, vận động viên. Kính mời ông. Kính thưa toàn thể những ông những bà đại diện cho các ông các bà trong làng, trong xóm, trong quê hương của làng Tiền. Kính thưa toàn thể các vận động viên, có được cái phong trào như thế này là chúng ta có được tất cả những sự cố gắng, những sự chuẩn bị thật chu đáo, thật vẹn toàn của trước hết là những ông, những bà, những anh, những chị trong ban tổ chức hội và của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đại diện cho thanh niên thế hệ trẻ của làng Tiền. Nhân ngày hôm nay, tôi rất phấn khởi, rất vui mừng được thay mặt cho cấp ủy chính quyền xin kính chúc toàn thể những ông, những bà và toàn thể vận động viên của làng Tiền chúng ta thi đấu hết sức mình với tinh thần đoàn kết và tinh thần sức khỏe là trên hết để chúng ta có được khuấy động phong trào trong tương lai sau này. Xin chân thành cảm ơn tất cả những ông, những bà. Mời anh Phạm Hồng Đăng lên nhận bó hoa của đồng chí Hùng ạ. Tiếp theo phần tặng hoa chúc mừng. Tiếp theo chương trình tặng hoa, xin kính mời anh Phạm Tiến Đức, bí thư chi đoàn của làng Tiền, có bông hoa tươi thắm lên tặng chúc mừng giải đấu. Xin mời anh Phạm Tất Đắc, phó trưởng ban tổ chức giải lên nhận bó hoa. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn, vui mừng cho ban tổ chức chúng ta là tiếp tục nhận sự ủng hộ của anh Phạm Xuân Cảnh, hiện đang công tác ở Đồng Nai, tặng ban tổ chức giải 1.000.000 đồng. Xin mời ông Kỳ đại diện cho anh Cảnh lên trao phần quà cho ban tổ chức. Xin mời anh Phạm Tất Đắc đại diện cho ban tổ chức giải lên nhận phần quà. Đây đây, chú ơi. Liên tục nhận được những sự ủng hộ rất là nhiệt tình của các mạnh thường quân. Vui mừng xin giới thiệu anh Khung đại diện cho họ
của Phạm Trung lên tặng giải đấu là 1 triệu đồng. Xin mời anh Đăng, trưởng ban tổ chức giải, lên đây nhận phần quà. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, chắc chắn rằng là giải đấu của chúng ta diễn ra hẳn một tháng cơ, cho nên là xuyên suốt quá trình là ban tổ chức sẽ liên tục mong được sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần cho giải đấu để thành công hơn nữa. Và sau đây là xin mời các mạnh thường quân ủng hộ cho riêng của FC của mình. Sau đây là xin mời ông Hùng, đại diện cho dòng họ Phạm Đức, lên có phần quà tặng riêng FC Phạm Đức trị giá 1 triệu đồng. Xin mời anh đội trưởng của anh của FC Phạm Đức lên nhận quà. Và ở đội bóng Phạm Trung có anh Phạm Văn Đức tặng đội bóng Phạm Trung là trị giá là 2 triệu đồng. Xin mời anh Phạm Văn Đức thì do điều kiện công tác xa nên là không phải kể. Vâng, còn đối với họ Phạm Nguyễn thì có anh Đà và anh Đăng tặng đội Phạm Nguyễn 1 triệu đồng. Anh Trung tặng đội bóng Phạm Nguyễn 1 triệu đồng. Anh Lực tặng đội bóng Phạm Nguyễn 1 triệu đồng. Còn ngoài ra là các đội bóng là rất được nhiều sự ủng hộ. Thế nên ban tổ chức không có thời gian để công bố những mạnh thường quân ủng hộ các FC và ban tổ chức giải. Và buổi lễ khai mạc giải, xin mời anh Phạm Hồng Đăng, trưởng ban tổ chức giải có đôi lời để tổng kết lễ khai mạc giải ạ. Xin cảm ơn tất cả các ông bà đại diện chính quyền địa phương, các ông bà đại diện cho các dòng họ, các cầu thủ. Và sau đây cho tôi được phép thay mặt cho ban tổ chức xin kính mời các ông đại diện chính quyền địa phương, các ông đại diện cho các dòng họ sau hai trận đấu, xin mời ông các bà về nhà cầu thủ chung vui. Và tôi đề nghị là tất cả các cổ động viên ta sẽ đứng xa hơn khoảng cách và biên dọc tối thiểu là 1 mét để cho thuận tiện cho các cầu thủ thi đấu. Xin cảm ơn lời nhắc nhở của anh Phạm Hồng Đăng, trưởng ban tổ chức giải. Và tới đây là chúng ta đã kết thúc lễ khai mạc giải bóng đá vô địch các dòng họ Làng Tiền lần thứ nhất năm 2019. Và ngay sau đây chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ nhất giữa đội Phạm Đức và đội Phạm Bá. Và xin giới thiệu trọng tài điều hành chính trận đấu này, đó là anh Phạm Văn Đạt và bình luận viên là anh Trần Mạnh Hùng ạ. Tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ.